Sau một tuần trần đạt xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay bây giờ là cũng tầm 10 giờ tối rồi. Mình sẽ lên một cái combo sản phẩm này cho anh em. Thì anh em thông cảm nha, tại vì hôm nay mình có nhiều việc quá. Bây giờ mình mới lên combo cho anh em được, vì rất nhiều anh em gọi hỏi đạt sao mà từ cách đây hơn chục ngày rồi chưa có một cái combo nào cho anh em để anh em mua. Thì hôm nay mình lên một cái combo này, gọi là siêu hời cho anh em luôn. Siêu hời cho anh em. Thì anh em thấy đây ha, đây có một cái chống nghiêng rồi đinh thái này, sẽ bật cho anh em coi luôn. Chơi là chơi quay trực tiếp nha anh em nha, hàng có sẵn tại tiệm nha, không có chơi treo đồ do treo đầu dê bán thịt chó nha anh em nha. Đây một cái chống nghiêng đinh thái nha anh em, tại tiệm có sẵn hàng ở tiệm nha. Đây bọc thái lan hàng zin nha anh em, G580. Okay. Đây là một cây chống nghiêng đinh thái nha, mã zin nha, đẹp, sơn rất là mịn, nước sơn này anh em ha, sơn cực kỳ mịn luôn, rất đẹp nha. Rồi thì cái chống nghiêng này bình thường đạt bán cho anh em là 150.000, ok chưa? Đây một cặp cao su các chân này bình thường đạt bán cho anh em là 100.000 một cặp. Cái này thì mình bán rất là chạy tại vì xe anh em mua rất nhiều, cái này mua rất nhiều luôn, là 100.000 một cặp. Và cái chống nghiêng này là 150.000 một cặp. Để mình xé cái này luôn, đây xé hết cho anh em coi nha. Cái cao su này đẹp lắm anh em, cao su Thái anh em nhìn là thực sự quay á, thì có thể anh em chưa hình dung được, nhưng mà khi anh em cầm trên tay á, anh em mới thấy được cái sự khác biệt của nó. Đây nè, made in Thái Lan nè, nè mã nè, đây, cao su lô làm gì có số có mã như vậy chưa. Đây lỗ này, đây, bên này ba đúng lỗ này. Đấy, cái cao su này nó bóng dữ lắm nè anh em thấy không, cao su xịn nó bóng dữ lắm. Cao su anh em đi ra tiệm anh em mua anh em sẽ thấy nó mờ, nó phấn phấn bên ngoài á, cao su nó cao su đều nha, nó thẳng lên như vậy đi. Rồi một cặp này là 150, ở một cặp này là 100, cái chống nghiêng này là 150, là nguyên combo này là 250. Giờ chơi combo hai món thôi, anh em mua cho nó dễ xài, tại vì chống nghiêng thường thì rim xe quay gắn cũng được hết á, anh em chơi thoải mái hết nha, rim quay gắn được hết. Cao su này cũng vậy, thì cái chống nghiêng này đang bán là 150, cao su bán là 100.000, là tổng hai món này là 250.000. Bây giờ chơi combo khuyến mãi cho anh em nè, hai món này đạt bán cho anh em 139.000 thôi ha. Chơi cho anh em từ bây giờ là 10 giờ sáng đúng không, bây giờ là 10 giờ tối, sale cho anh em tới 12 giờ trưa ngày mai. Tất cả anh em mua bao nhiêu bộ cũng được tùy thích, nhưng chỉ chơi trong vòng 10 giờ đêm nay tới 12 giờ trưa mai thôi ha. 250.000 giảm cho anh em còn 139.000, ok cho anh em 139.000 đó, chỉ 139.000, rất là rẻ anh em ha. Giá này thì không phải suy nghĩ nhiều rồi, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với mình, mới 100% cam kết chuẩn hàng chính hãng cho anh em. Cái này không free ship đâu nha anh em nha, 139.000 là giá lỗ rồi, không free ship nữa. Từ giờ tới trưa ngày mai anh em nào mua được thì chúng ta chốt đơn giúp cho đạt nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều và chào tạm biệt tất cả quý anh em nha. Sau một tuần trần đạt xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay bây giờ là cũng tầm 10 giờ tối rồi. Mình sẽ lên một cái combo sản phẩm này cho anh em. Thì anh em thông cảm nha, tại vì hôm nay mình có nhiều việc quá. Bây giờ mình mới lên combo cho anh em được, vì rất nhiều anh em gọi hỏi đạt sao mà từ cách đây hơn chục ngày rồi chưa có một cái combo nào cho anh em để anh em mua. Thì hôm nay mình lên một cái combo này, gọi là siêu hời cho anh em luôn. Siêu hời cho anh em. Thì anh em thấy đây ha, đây có một cái chống nghiêng rồi đinh thái này, mình sẽ bật cho anh em coi luôn. Chơi là chơi quay trực tiếp nha anh em nha, hàng có sẵn tại tiệm nha, không có chơi treo đầu dê bán thịt chó nha anh em nha. Đây một cái chống nghiêng đinh thái nha anh em, tại tiệm có sẵn hàng ở tiệm nha. Đây bọc thái lan hàng zin nha anh em, G580. Okay. Đây là một cây chống nghiêng đinh thái nha, mã zin nha, đẹp, sơn rất là mịn, nước sơn này anh em ha, sơn cực kỳ mịn luôn, rất đẹp nha. Rồi thì cái chống nghiêng này bình thường đạt bán cho anh em là 150.000, ok chưa? Đây một cặp cao su các chân này bình thường đạt bán cho anh em là 100.000 một cặp. Cái này thì mình bán rất là chạy tại vì xe anh em mua rất nhiều, cái này mua rất nhiều luôn, là 100.000 một cặp. Và cái chống nghiêng này là 150.000 một cặp. Để mình xé cái này luôn, đây xé hết cho anh em coi nha. Cái cao su này đẹp lắm anh em, cao su Thái anh em nhìn là thực sự quay á, thì có thể anh em chưa hình dung được, nhưng mà khi anh em cầm trên tay á, anh em mới thấy được cái sự khác biệt của nó. Đây nè, made in Thái Lan nè, nè mã nè,
Thầy cao su lô làm gì có số có mã như vậy. Chưa. Này. Lỗ này. Đây, bên này 3 ha. Đúng lỗ này. Đấy, cái cao su này nó bóng dữ lắm. Nè anh em thấy không? Cao su xịn nó bóng dữ lắm. Cao su anh em đi ra tiệm anh em mua anh em sẽ thấy nó mờ mờ nó có phấn phấn bên ngoài á. Cao su nó cao su đều nha. Nó thẳng lên như vậy đi. Rồi, một cặp này là 150. Ở một cặp này là 100. Cái chống nghiêng này là 150, là nguyên combo này là 250. Giờ chơi combo hai món thôi. À, anh em mua cho nó dễ xài. Tại vì chống nghiêng thường thì rim xe quay gắn cũng được hết á, anh em chơi thoải mái hết nha. Rim quay gắn được hết. Cao su này cũng vậy. Thì cái chống nghiêng này đang bán là 150, cao su bán là 100.000, là tổng hai món này là 250.000. Bây giờ chơi combo khuyến mãi cho anh em nè. Hai món này đặt bán cho anh em 139.000 thôi ha. Chơi cho anh em từ bây giờ là 10 giờ sáng đúng không? Ở bây giờ là 10 giờ tối. Sale cho anh em tới 12 giờ trưa ngày mai. Tất cả anh em mua bao nhiêu bộ cũng được tùy thích. Nhưng chỉ chơi trong vòng 10 giờ đêm nay tới 12 giờ trưa mai thôi ha. 250.000 giảm cho anh em còn 139.000. Ok cho anh em 139.000. Đó. Chỉ 139.000. Rất là rẻ anh em ha. Giá này thì không phải suy nghĩ nhiều rồi. Anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với mình. Mới 100%. Cam kết chuẩn hàng chính hãng cho anh em. Cái này không free ship đâu nha anh em nha. 139.000 là giá lỗ rồi, không free ship nữa. Từ giờ tới trưa ngày mai anh em nào mua được thì chúng ta chốt đơn giúp cho Đạt nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều và chào tạm biệt tất cả quý anh em nha. Sau một tuần Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay bây giờ là cũng tầm 10 giờ tối rồi. Mình sẽ lên một cái combo sản phẩm này cho anh em. Thì anh em thông cảm nha, tại vì hôm nay mình có nhiều việc quá, bây giờ mình mới lên combo cho anh em được. Vì rất nhiều anh em gọi hỏi Đạt sao mà từ cách đây hơn chục ngày rồi chưa có một cái combo nào cho anh em để anh em mua. Thì hôm nay mình lên một cái combo này gọi là siêu hời cho anh em luôn. Siêu hời cho anh em. Thì anh em thấy đây ha, đây có một cái chống nghiêng rồi đinh thái này. Mình sẽ bật cho anh em coi luôn. Chơi là chơi quay trực tiếp nha anh em nha, hàng có sẵn tại tiệm nha, không có chơi treo đầu dê bán thịt chó nha anh em nha. Đây, một cái chống nghiêng đinh thái nha anh em, tại tiệm có sẵn hàng ở tiệm nha. Đây, bọc thái lan hàng zin nha anh em, G580. Okay. Đây là một cây chống nghiêng đinh thái nha, mã zin nha, đẹp, sơn rất là mịn. Nước sơn này anh em ha, sơn cực kỳ mịn luôn, rất đẹp nha. Rồi thì cái chống nghiêng này bình thường là bán cho anh em là 150.000. Ok chưa? Đây, một cặp cao su các chân này bình thường là bán cho anh em là 100.000 một cặp. Cái này thì mình bán rất là chạy tại vì xe anh em mua rất nhiều, cái này mua rất nhiều luôn. Là 100.000 một cặp. Và cái chống nghiêng này là 150.000 một cặp. Để mình xé cái này luôn. Đây. Xé hết cho anh em coi nha. Cái cao su này đẹp lắm anh em. Cao su Thái anh em nhìn là thực sự quay thì có thể anh em chưa hình dung được, nhưng mà khi anh em cầm trên tay á, anh em mới thấy được cái sự khác biệt của nó. Đây nè, made in Thái Lan nè. Không? Nè, mã nè. Đây, cao su lô làm gì có số có mã như vậy. Chưa. Này. Lỗ này. Đây, bên này 3 ha. Đúng lỗ này. Đấy, cái cao su này nó bóng dữ lắm. Nè anh em thấy không? Cao su xịn nó bóng dữ lắm. Cao su anh em đi ra tiệm anh em mua anh em sẽ thấy nó mờ mờ nó có phấn phấn bên ngoài á. Cao su nó cao su đều nha. Nó thẳng lên như vậy đi. Rồi, một cặp này là 150. Ở một cặp này là 100. Cái chống nghiêng này là 150, là nguyên combo này là 250. Giờ chơi combo hai món thôi. À, anh em mua cho nó dễ xài. Tại vì chống nghiêng thường thì rim xe quay gắn cũng được hết á, anh em chơi thoải mái hết nha. Rim quay gắn được hết. Cao su này cũng vậy. Thì cái chống nghiêng này đang bán là 150, cao su bán là 100.000, là tổng hai món này là 250.000. Bây giờ chơi combo khuyến mãi cho anh em nè. Hai món này đặt bán cho anh em 139.000 thôi ha. Chơi cho anh em từ bây giờ là 10 giờ sáng đúng không? Ở bây giờ là 10 giờ tối. Sale cho anh em tới 12 giờ trưa ngày mai. Tất cả anh em mua bao nhiêu bộ cũng được tùy thích. Nhưng chỉ chơi trong vòng 10 giờ đêm nay tới 12 giờ trưa mai thôi ha. 250.000 giảm cho anh em còn 139.000. Ok cho anh em 139.000. Đó. Chỉ 139.000. Rất là rẻ anh em ha. Giá này thì không phải suy nghĩ nhiều rồi. Anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với mình. Mới 100%. Cam kết chuẩn hàng chính hãng cho anh em. Cái này không free ship đâu nha anh em nha. 139.000 là giá lỗ rồi, không free ship nữa. Từ giờ tới trưa ngày mai anh em nào mua được thì chúng ta chốt đơn giúp cho Đạt nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều và chào tạm biệt tất cả quý anh em nha.